Vâng, xin được kính chào tất cả các bác, các anh, các chị trên mọi miền Tổ quốc. Tôi là Dũng đến từ Gốm Hoàng Phát. Hôm nay Dũng sẽ quay cho tất cả các bác, các anh, chị những đôi lục bình, những đôi tiểu lục bình cao 50 phân. Các họa tiết khác nhau và đều là vẽ vàng các bác nhé. Đôi tiểu lục bình này thường là sẽ có cặp các bác nhé. Đôi cặp thì đây là một chiếc, em sẽ quay một chiếc, cả chiếc còn lại bên này. Nó sẽ giống hệt luôn. Nó sẽ được đặt hai bên của ban thờ hoặc là cung tiến vào đình, đền, chùa, phủ vân vân. Khách hàng bên em thì khi mà mua các đôi lục bình này về thì đặt hai bên bàn thờ, thì đôi lục bình này sẽ đặt phía sau ở hai bên bàn thờ. Ví dụ như các bác đang nhìn phía sau đằng sau kia là một cái bàn thờ, thì cái đôi này sẽ được đặt vào phía sát tường. Chiều cao các đôi lục bình này em đang quay hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2023 là cao 50 phân, 51, 52 phân, nhưng mà bên em sẽ gọi chung nó là đôi lục bình 50 phân các bác nhé. Họa tiết đều là vẽ vàng luôn các bạn. Vẽ vàng 24K 100%, bên em mà gia công hoàn toàn trực tiếp luôn. Đó. Như các bác đang nhìn thì đây là đôi lục bình cao 50, họa tiết tứ cảnh, bốn mùa xuân hạ thu đông. Thì mỗi một cái ô như thế này thì đều là được vẽ một mùa. Ví dụ như cánh thùng là mùa đông. Đẹp, phù dung, hoa sen, hay là hoa đào. Hoa đào trong mùa xuân các bác nhé. Đây, hoa đào đây các bạn. Các xem lại trên video cho rõ ràng. Em quay cái khung cảnh phải hơi xa một chút thì các bác mới có thấy được. Sau đó em sẽ mang gần lại cho các bác xem. Các đôi lục bình này vẽ vàng 100% các bạn, em sẽ mang gần cho bác xem nhé. Yeah. Mời các bác ngắm ạ. Tất cả đều được vẽ vàng các bác nhé. Vẽ vàng 100% luôn. Em quay trực tiếp tại cửa hàng cho bác xem đấy ạ. Rất đẹp các bác nhé. Đó, các bác xem cái ánh vàng đúng không ạ? Thì gánh vàng nó khi mà di chuyển đúng không ạ? Rất đẹp luôn. Thì bên em bán nhiều các đôi lục bình mà có chiều cao 1m2, 1m4, 1m5, 1m65, 75 hết cả rồi. Thì những cái đôi này bên em thường là chụp ảnh thôi, cũng rất ít quay. Thường là sẽ đi kèm các cái bộ ban thờ. Khách hàng đến chọn các bộ ban thờ thì sẽ chọn những đôi lục bình này kèm theo bộ. Tuy nhiên là một số là khách hàng có hỏi là tại sao không quay rời nó để các anh chị có thể xem và mua cung tiến vào đình đền chùa. Thì những đôi này nó khi cung tiến thì nó cũng nhỏ gọn vừa phải, cũng rất thiết thực luôn trong các đình đền chùa. Khi thiếu mà được bày cũng rất trang trọng nữa. Thì các đôi lục bình này thường là sẽ có chiều cao khoảng 50-60, nhưng hôm nay em sẽ quay là 50 thôi. Đôi lục bình tứ quý tứ cảnh, bốn mùa xuân hạ thu đông, tất cả đều được vẽ vàng hết. Cái phần miệng này thì được chia thành hai khung. Đó, đây phần trên để chia hai khung, một khung là như đây là một khung của mùa hạ và bên này là một khung của mùa thu, và bên này nữa, bên này thì cũng như vậy luôn. Tiết chính của nó sẽ như thế. Hoa sen khác bên dưới này là bổ thành bốn khung, thì trên là có hai khung thôi. Tại vì phía trên mà bổ bốn khung thì nó sẽ rất là khó để có thể nhìn, nó nhỏ quá để vẽ. Thì đây là một đôi tứ cảnh 50 phân các bác nhé, các bác để xem. Thì sau đây em sẽ nhổ một đôi khác cho bác xem. Rồi, như các bác đang nhìn thì đây là đôi Lý Ngư Vọng Nguyệt các bác nhé. Lý Ngư Vọng Nguyệt là cá chép trông trăng. Đây, đây là phần ánh trăng đây. Còn đây là cá chép xung quanh và trông vào bóng trăng, là gọi là Lý Ngư Vọng Nguyệt. Đôi này cũng cao 50cm các bác nhé. Đường kính của nó khoảng là 22-23cm các bạn. Tất cả cũng được, họa tiết là đều vẽ vàng hết. Sở bên em chuyên gia công vẽ vàng luôn, những cái hàng cao cấp như thế này thì các bác yên tâm luôn. Đấy, em sẽ quay vòng quanh cho bác xem. Đây là cái phần sau ạ. Phần sau đồ bình thường thì vẽ rất là thoáng, thì tập trung những cái phần hay nhất, đẹp nhất ở phía trước rồi. Họa tiết chính của nó là cá chép và các cái đó hoa sen, và chính giữa là ông trăng. Em sẽ để gần lại cho bác xem cho rõ. Đây các bạn, đó, họa tiết Lý Ngư các bác nhé.
họa tiết cá chép tất cả đều vẽ vàng, khi em di chuyển nó sẽ tạo cái độ bóng và sáng. Lý Ngư Vọng Nguyệt, đấy cái phần miệng này, phần miệng cũng đều vẽ vàng hết các bạn, rất đẹp luôn. Men thì men lam bóng, dễ dàng lau chùi rửa cũng như vệ sinh, tuyệt vời không ạ? Các bạn nào đang xem trên YouTube hay là đang xem trên Facebook thì cho em xin một đăng ký kênh, một like, chia sẻ video để có thể lan tỏa những video này cho anh em, chị em, bạn bè có thể cùng xem các bạn nhé. Bên em có hotline là 0918482648 thì sẽ ghi trên màn hình, thì các bác chú ý sẽ gọi vào hotline này bên em tư vấn. Tại vì mặt hàng gốm sứ thì có thể có ngày hôm nay, mai các bác gọi có thể không có. Vậy nên là em cứ nói trước là các bác đang xem vào cái khoảng thời gian hôm nay là 24/2/2023, khoảng thời gian gần ấy, thì hàng sẽ sẵn sàng sẽ có. Nhưng ví dụ như khoảng là giữa năm, cuối năm thì một số mặt hàng nó sẽ không có, thì thường các bác sẽ cần đặt hàng thì bên em làm ra hàng mới sẽ thông báo cho các bác nhé. Chứ không các bác lại bảo là đăng video lên mà lại không có hàng, những cái này rất bình thường luôn. Tại vì bọn em làm thủ hàng thủ công, ra có khách mua bên em bán thì lúc đấy nó sẽ thiếu cái mặt hàng đó. Vậy nên là các bác mà có nhu cầu ấy, thì nhớ là chụp ảnh màn hình lại và gửi lại cho bên em qua Zalo là 0918482648 để bên em kiểm tra lại xem kho còn hàng hay không. Sau đó là bên em sẽ mời các bác sang trực tiếp để xem hàng trực tiếp luôn. Các bác có thể lấy trực tiếp hoặc bên em có thể ship qua Viettel, không đi đường bưu điện, đường Viettel để các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán các bác nhé, rất là yên tâm luôn. Rồi em xin giới thiệu lại đôi lục bình tiểu, lục bình cao 50cm Lý Ngư Vọng Nguyệt, họa tiết vẽ vàng 100% luôn cho các bác. Các bác có thể đặt trên bàn thờ làm cung tiến, đình, đền, chùa, phủ vân vân, rất phù hợp. Đây là đôi lục bình thứ hai rồi. Thì em xin giới thiệu thêm một đôi lục bình nữa trong ngày hôm nay, ngày 24/2/2023 để các bác cùng xem. Vâng, đây là lục bình thứ ba trong ngày hôm nay, ngày 24/2/2023. Em xin được giới thiệu với các bác. Đây là đôi lục bình cao 50 phân, họa tiết là gì đúng không, các bác nhìn rõ không ạ? Họa tiết chim công. Hoa đào hay còn gọi là cái tích của phú quý trường xuân các bạn. Chim công là một loài chim cao quý, nó chỉ kém chim phượng hoàng mà thôi. Trong các loài chim tiên gồm có chim phượng hoàng, chim công, chim hạc đều là những loài chim quý và thường được là làm để các họa tiết trong những cái đồ vật mang tính chất tâm linh hay là mang cái tính chất mà đẹp rất là cao. Chim hạc thì các bác nhìn nhiều rồi, ví dụ như trong đình đền phủ thì có chim hạc ở trên ban thờ hay là chim hạc lớn ở trước cái ban công đồng bằng gỗ hay bằng đồng vân vân. Thì đây là loài chim, là loài chim tiên, nhưng đây lại là hôm nay bọn em sẽ giới thiệu lại là loài chim công. Chim công có phần đuôi rất là đẹp, phần đuôi này thì thường là sẽ ở chim trống nha các bác nhé. Cái chim mái thì không có cái phần đuôi đẹp như vậy. Chim trống có cái phần đuôi rất là lớn và thường là sẽ rụng lông theo mùa. Vậy nên là các bác sẽ biết là tại sao người ta lại bán cái đuôi lông công đấy ạ. Thì khi chim công rụng lông và thay lông mới thì những cái lông này sẽ được thu lại và bán ra thị trường, chứ không phải là nhổ lông trên người con công để bán nữa các bác nhé. Em xin giới thiệu lại thì đuôi lông mình này cao là 50cm nha các bác nhé. Đường kính khoảng 22 cho đến 23cm, em không đo cụ thể chính xác được, nó khoảng chừng như vậy. Họa tiết đều là vẽ vàng 100% luôn. Em đã nói các bác có thể trưng bày tại trên ban thờ phía sau, phía trước thì có thể lọ hoa tươi cao 20, 30, 35cm, nhưng phía sau các bác là dùng một đôi lục bình này thì có thể cắm hoa đào ngày Tết, cắm cành đào hoặc là các loài hoa như là hoa sen gỗ này, hoa sen lụa vân vân, các loài hoa khô để trưng bày cũng như mang cung tiến đình đền chùa phủ vân vân, rất là phù hợp luôn. Em sẽ để gần lại cho các bác xem. Tất cả họa tiết này đều là vẽ vàng các bác nhé. Thì khi các bác nhìn ấy
thì mình sẽ di chuyển thì mình sẽ thấy cái ánh vàng nó đẹp hơn. Còn nếu mà các bác để nguyên ấy sẽ không nhìn thấy ánh vàng đâu ạ. Đó. Em di chuyển thì các bác thấy không ạ? Nó sẽ thấy cái ánh vàng lên rất là đẹp. Những cái phần này bọn em được vẽ lại rất là cầu kỳ luôn. Đây là chim chim mái các bác nhá. Chim công mái bên cạnh chim công trống này, cái phần đuôi xòe ra này. Rất đẹp luôn. Phú quý Trường Xuân. Phú quý Trường Xuân nghĩa là gì ạ? Phú quý Trường Xuân là giàu có đời đời. Phú quý thì các bác rồi ạ. Còn Trường Xuân là lâu dài, mùa xuân rất là lâu dài, vĩnh cửu. Thì tích của nó là như vậy, mang lại cái phú quý lâu dài cho người sở hữu. Thì bác có thể trưng trong nhà một cái ban thờ dài 1m97, 2m17 rất phù hợp. Ngoài ra là cung tiến đình đền chùa phủ rất đẹp luôn các bác nhé. Thì các bác nhớ hotline của bên em là 0918482648, địa chỉ là số 21 thôn 6 Giang Ca Bát Tràng Rơm Hà Nội. Các bác thẳng qua trực tiếp để xem hàng. Tuy nhiên là bên em khuyến khích các bác nhớ liên lạc trước với bên em, chụp ảnh màn hình lại các sản phẩm để báo lại bên em, để bên em kiểm tra hàng trước khi các bác qua để tránh mất thời gian. Khi có bên em sẽ báo các bác qua để các bác xem. Còn nếu không có thì bên em hẹn các bác khi nào ra lò bên em sẽ thông báo lại. Chứ nếu các bác cứ xem video bảo là tôi có xem video này, thế nhưng mà đột ngột đi xa thì nó không có mã hàng thì cũng rất là mất công cho các bác, cũng như là ảnh hưởng bên em, lại bảo các bác lại bảo bên em là quay một đằng xong lại bán thì không có. Để bên em cứ ra hàng thì bán đều đặn thôi, nó không phải là hàng công nghiệp. Ví dụ một chuyến thể ra vài ba đôi, chục đôi nhưng có thể bán hết thì các bác cũng phải hoan hỉ thông cảm cái phần đó. Cứ liên lạc với bên em trước qua số hotline là 0918482648 để bên em có thể kiểm tra hàng trước khi các bác sang và thông báo lại cho các bác khi có hàng các bác nhé. Thì em xin nhắc lại ngày hôm nay ngày 24 tháng 2 năm 2023, em giới thiệu ba đôi lục bình cho các bác nhé. Thứ nhất là đôi tứ cảnh, đôi tứ cảnh vẽ vàng 24K, cao 50 cm. Đôi thứ hai là đôi Lý Ngư Vọng Nguyệt, và đôi thứ ba là Phú Quý Trường Xuân chim công các bác nhé. Các bác nhớ theo dõi kênh YouTube của bên em cũng như là TikTok hay là Facebook Zalo của bên em để cập nhật những cái video mới nhất về các cái sản phẩm gốm sứ của gốm Hoàng Phát. Để các bác nhớ đăng ký kênh, like, share video để tạo cái động lực cho bên em thì phải ra những video mới cho các bác cùng xem các bác nhé. Thì hôm sau các bác muốn bên em làm những video về các cái sản phẩm nào thì nhớ bình luận lại để bên em biết. Một số sản phẩm bên em sẽ nói giá luôn cho các bác, nhưng một số sản phẩm là còn tùy chất lượng sản phẩm và tùy thời điểm nữa. Thành ra nếu nói giá trên video sẽ bên em sẽ khi làm ấy, sẽ không ổn định giá được các bạn. Ví dụ trong năm giá vàng nó thấp bên em có một giá, và khi cuối năm giá vàng nó tăng có thể sẽ chênh nhẹ. Vậy nên là để mà chính xác cái mức giá cho sản phẩm thì mời các bác liên hệ trực tiếp qua hotline của bên em là 0918482648. Bên em có một số sản phẩm bên em sẵn sàng để giá bình ổn cho các bác thì bên em sẽ để giá, còn nếu sản phẩm nào có mức giá chênh lệch theo thời điểm thì bên em sẽ không để giá ngay được các bác nhé. Thì mong các bác thông cảm về phần này. Chỉ cần các bác inbox, các bác bình luận hoặc các bác gọi điện thoại thì bên em sẽ báo giá trực tiếp cho các bác luôn. Các nhé, cái hàng này nó không phải hàng công nghiệp, thành ra sẽ rất khó báo giá một cách chính xác ngay trong đúng một thời điểm. Các bạn thì rất mong các bác hoan hỉ về phần này. Thì các bác hiểu thì bên em cũng rất là vui vẻ. Rất mong và hẹn gặp lại các bác ở video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.